Xin chào các anh yêu thích đồ đẹp của Ambe Shop. Chào mừng các anh quay lại với kênh YouTube của Ambe Bật Lửa Đẹp. Hôm nay thì em giới thiệu đến các anh một bộ set rất là nhiều món và rất đẹp, rất đặc biệt. Có thể nói là đây là một bộ set tổng kết về tất cả các phụ kiện dành cho xì gà. Các anh mua một lần là sử dụng luôn. Rất đẹp, rất phong cách và cũng rất là thích hợp làm quà tặng biếu sếp, bạn bè, đối tác luôn. Cái bộ set này đến từ nhãn hiệu Lubinsky. Mẫu này có mã hàng là T108. Thì các anh có thể vào website ambe.vn gõ vào ô tìm kiếm là T108 để xem thông tin chi tiết về sản phẩm. Đây là bộ set hộp hai lớp rất là sang trọng, rất là thích hợp cho các anh làm quà tặng biếu sếp, bạn bè, đối tác, đồng nghiệp luôn. Lớp ngoài được làm bằng giấy mềm và lớp trong được làm bìa cứng như thế này. Đây là bộ set gồm 1, 2, 3, 4, 5, 6 món. 6 món và được phủ sợi carbon rất là hot, rất là ấn tượng, được cực kỳ nhiều anh tìm kiếm và yêu thích luôn. Đến từ nhãn hàng Lubinsky, một trong những nhãn hàng cung cấp phụ kiện xì gà được rất là nhiều anh yêu thích, bởi vì chất lượng của nó cũng như giá thành của nó rất là vừa phải, rất là bình dân và thiết kế rất đẹp, rất phong cách. Đây là bộ set 6 món bao gồm là đầy đủ các phụ kiện cần có để khi bắt đầu chơi xì gà. Ống đựng hai điếu này. Đó, ống đựng hai điếu. Cái ống đựng hai điếu này thì được làm bằng carbon nhựa ABS. Em xin lỗi là một chút là làm từ nhựa ABS, siêu bền, siêu dẻo, siêu nhẹ, siêu cứng. Rất là chịu và cũng như là siêu kín để giúp các anh bảo quản tốt. Ngoài ra thì cái ống đựng này cũng có hai cái ngăn riêng biệt như thế này, giúp các anh có thể bảo quản được hai loại xì gà với hai dòng khác nhau, hai hương vị khác nhau. Cái ring size tương thích với rất nhiều sinh size thông dụng hiện nay, nó rơi khoảng 5-6 trở xuống. Các anh nhớ, rơi từ 5-6 trở xuống. Và cái phần nắp này cũng được xoáy ren rất là tiện, giúp cho các anh có thể là dễ dàng tháo ra tháo vào. Ngoài ra thì ở đây cũng có một cái khay giữ ẩm bằng bọt biển, thì giúp các anh bù ẩm bằng nước cất rất là nhanh khi mà di chuyển ra ngoài. Còn cái phần này cũng được bao bọc bởi một cái gioăng cao su rất là kín, giúp các anh đi ra ngoài để trên táp lô hoặc là cầm theo tay rất là thời trang, nhưng mà cũng không bị va đập, không bị ảnh hưởng đến cấu trúc của điếu xì gà. Rất là ngon và rất là trọn vẹn luôn. Đấy, nhờ sợi carbon rất thời thượng, logo của Lubinsky. Hai điếu. Ở đây thì là một chiếc kệ dành cho xì gà, một chiếc kệ. Thực tế thì bộ này là 6 món, nhưng ở đây em quan sát thì thấy có 7 món, bởi vì món này là 2 trong 1. Các anh cũng có thể vặn ở đây ra để sở hữu thêm một chiếc đục với một cái lưỡi đục to, giúp các anh đục nhanh khi mà di chuyển ra ngoài. Đây là một chiếc kệ đỡ xì gà. Các anh có thể đặt ngang như thế này hoặc là đặt thẳng như thế này đều được hết. Cũng là màu đen, được làm từ kim loại, cầm rất chắc tay, cực kỳ là chắc tay luôn. Đây là một chiếc tẩu bắt top giúp các anh hút cuối điếu nhanh. Cái tẩu này phù hợp với ring size từ 54 đến 57. Rất đẹp, làm từ kim loại full. Tất cả đều là làm từ kim loại, rất chất lượng nha các anh nhé. Rất chất lượng, em lưu ý là tất cả đều làm được từ kim loại luôn. Cực kỳ là chất lượng. Đó, bắt top, điếu cuối, màu đen full luôn, được khắc dập logo của Lubinsky. Đấy. Và đây là một chiếc cắt giọt nước, chiếc cắt bán chạy nhất trong năm vừa qua. Cái hình giọt nước này là một cái loại cắt mang được cho các anh rất là nhiều cảm hứng. Cắt giọt nước với lưỡi cắt đôi thông dụng và dễ cắt nhất, dễ dùng nhất cho tất cả mọi người, cũng như là giúp cắt nhanh, cắt bén tất cả các loại xì gà. Và cái lưỡi cắt này là lưỡi cắt inox. Ngoài ra thì cái sản phẩm cũng được phủ một cái sợi carbon đồng nhất với cái bộ set này, và cũng tạo ra một cái gam màu rất trẻ trung, đến từ nhãn hàng Lubinsky. Và có một cái khóa ở đây, chỉ cần gạt cái khóa xuống thôi là các anh có thể mở được cái cắt này. Và cái cắt này có lưỡi cắt đưa tương thích với ring size từ 58 trở xuống. Đấy, giúp các anh bấm nhanh, bấm ngọt một điếu xì gà, không làm vỡ, làm hỏng cấu trúc điếu xì gà của các anh, giúp các anh có đều khói hơn, cũng như là cháy đẹp hơn, chuyên nghiệp hơn, sành điệu hơn rất là nhiều. Một chiếc bật lửa
Với khò một tia, với dung lượng có thể quan sát được dung lượng ga ở bên sườn này, và bên này có thể đo được cái mực ga như thế này. Hết ga thì các anh cũng có thể tự bơm được bằng bình ga mini. Dí vào đây thôi là ok rồi. Các anh chưa biết cách bơm ga thì các anh có thể xem hướng dẫn bơm ga ở trên kênh YouTube của Ambe. Ngoài ra đây cũng là một cái cổng điều chỉnh ga to nhỏ, giúp các anh thuận tiện trong cái việc điều chỉnh ngọn lửa tương thích với điếu xì gà của mình. Cái phong cách thiết kế giống như kiểu là một cái chiếc siêu xe thể thao, rất là phong cách, rất là hầm hố, cũng như là rất là ấn tượng luôn. Cùng với cái gam màu đặc trưng của cái bộ set này, đấy là cái caro sợi carbon, rất ấn tượng, rất phong cách và cũng rất là trẻ trung. Đấy. Cái lưỡi ba cái ô gió ở đây giúp các anh lấy được nhiều cái oxy hơn, giúp cho cái ngọn lửa cháy mạnh mẽ hơn mà không bị tắt khi mà đi gió nhé. Đó, ngọn lửa phò một tia xanh veo, giúp các anh châm nhanh, châm ngọt một điếu xì gà mà không bị ám mùi ga, giúp thưởng thức ngon hơn, chất lượng hơn rất là nhiều. Một chiếc bật lửa được làm từ kim loại, rất là chắc chắn, cầm rất là chắc tay. Tất nhiên rồi, khi mà hút xì gà thì mình không thể quên được một chiếc gạt tàn. Các anh không thể cho cái tàn nó bay vung vãi, cũng không thể là gác một cái, không thể gác hoặc là đặt một điếu xì gà ở trên cái mặt bàn được, rất là mất vệ sinh, cũng như là nó không được đạt giá trị thẩm mỹ khi mà các anh làm việc ở văn phòng hoặc là giao tiếp với khách hàng thì càng không nên. Một chiếc gạt tàn đơn như thế này giúp các anh cũng có thể mang theo khi di chuyển, rất đẹp luôn, cái họa tiết rất độc và các anh không thể tìm được ở đâu một chiếc gạt tàn đơn ngoài cái bộ set này. Cái lọc được phủ sợi carbon và đến bên trên này được phủ thêm một lớp kính mềm nữa. Có thể gọi là mica thì đúng hơn. Cái lớp phủ này nó giúp cho cái lòng gạt tàn này nó trơn hơn, sạch sẽ hơn và nó dễ vệ sinh hơn. Tất cả cái gạt tàn này được làm bằng kim loại luôn, các anh cầm rất chắc tay, và cái phần mặt lưng này được phủ một lớp nhung giúp các anh chống trơn trượt, chống trôi ở trên mặt bàn kính hoặc là những cái mặt bàn trơn. Các anh hoàn toàn yên tâm nhé, rất vừa vặn, các anh có thể cho vào cặp táp để mang đi làm hoặc là đi công tác hoặc đi du lịch hoặc đi picnic đều ok luôn, hoặc là các anh có thể đi cà phê cũng có thể cầm theo được nữa, rất là tiện luôn đó, rất đẹp, rất xinh. Và tổng kết lại thì cái bộ set này là một cái bộ set rất là hoàn hảo. Nếu như các anh bắt đầu tập chơi xì gà thì mua một bộ này thôi là các anh đủ luôn tất cả những cái phụ kiện cần có dành cho xì gà, mà các anh cũng có thể mua để làm quà tặng dành cho những người yêu thích xì gà, bởi vì cái bộ set này rất phong cách, rất đồng nhất và rất ấn tượng. Nó rất sang trọng cũng như rất phong cách, rất mạnh mẽ và cũng rất là trẻ trung luôn. Cái sợi carbon này rất được yêu thích. Ngoài ra nữa thì cái thiết kế của nó cũng, các anh cũng có khó có thể tìm được những cái phụ kiện này mua lẻ ở bên ngoài, và chỉ có set như thế này thì mới có được thôi. Nó tạo ra một cái phong cách đồng nhất và ấn tượng hơn, cũng như là trông nó rất là lịch sự. Đấy, anh nào mà kết cái bộ sản phẩm này có thể comment số điện thoại bên dưới video này. Ambe Shop sẽ liên hệ lại giao hàng cho các anh trên toàn quốc, hoặc là các anh có thể truy cập website ambe.vn đặt mua luôn ở trên website, hoặc là các anh cũng có thể xem thông số chi tiết cho từng sản phẩm một ở trên website ambe.vn. Trên website ambe.vn thì đều đầy đủ thông tin. Một website bao gồm nhiều thông tin nhất về tất cả các thông số cho những cái phụ kiện này. Đều được Ambe đo một cách chính xác và gửi ở trên website. Các anh có thể xem ở trên đấy để mà tiết kiệm thời gian cũng như là đặt hàng nhanh cũng như là bảo mật thông tin. Thì các anh vui lòng gọi cho em theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình nhé. Xin cảm ơn các anh rất là nhiều.